Bố? Hay là bố trả lại nhà cho Trà đi? Tao giao hết công việc cho anh rể mày rồi. Nhưng mà thằng Đoàn nó cứ bắt con về hỏi lại bố. Sao gọi là thằng Đoàn? Tao dạy mày nói như thế à? Không. Bố cứ giúp con đi. Rồi con thề con sẽ nghe theo lời bố. Làm ăn không phải đùa. Khi nào mày làm ra tiền, mày sẽ hiểu được những công việc như thế này. Chú biết, trên giấy tờ, ông Hề mới chỉ ủy quyền cho Mai Văn Đoàn về cái thu hồi nợ của bố mẹ Trà Vừ cách đây 10 ngày. Liệu giấy tờ đó có phải là giả mạo không ạ? Biết đâu thằng Đoàn đang mượn danh ông Hề để làm bậy. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Nhưng có điều chú thắc mắc là với tính cách của ông Hề, sao ông lại ủy quyền cho Mai Văn Đoàn? Hay việc này có liên quan đến thằng Cương và con Trà? Mà cái lão này lạ, chú điện thoại mãi mà không được. Cháu đến nhà cũng không gặp được. Có vẻ như ông ta đang cố tình tránh mặt. Bố cứ lấy lại cái nhà con Trà đi, giúp con. Tao có mỗi mày thôi. Nếu mày không bỏ con Trà ra khỏi cái đầu thì coi như đời mày hỏng. Con đã nói với bố rồi, con đợi con Trà đủ 18 tuổi rồi con sẽ lấy nó về làm vợ. Thì bây giờ bố cứ nhường cái nhà đấy cho Trà đi. Nhà mình thì rõ giàu mà cứ nhất quyết phải lấy cái nhà đấy làm gì. Cho nên tao mới nói với mày, mà mày gần bằng này tuổi đầu rồi, mày chả hiểu cái gì cả. Bây giờ mày học cách làm ăn đi. Thôi mà bố, bố giúp con đi. Thôi, ăn đi. Bố. Mày rót rượu ra cho tao. Nếu như Đoàn lấy nhà của Trà và Vừ để gắn nợ thì các anh cũng sẽ mất chỗ để cắm chốt mà. Tôi đề nghị cô không xen vào công việc của chúng tôi. Hai chuyện này cũng sẽ có lợi cho việc điều tra của anh. Việc bố mẹ Trà và Vừ dùng căn nhà để thế chấp khoản nợ, đó là giao dịch dân sự. Chúng tôi chỉ can thiệp trừ khi tính mạng của hai chị em bị đe dọa hoặc phát sinh những vấn đề gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Anh nói như thế mà nghe được à? Chẳng lẽ bây giờ cứ phải cháy nhà hay có người chết các anh mới hành động? Anh đã nhận Trà và Vừ là con nuôi, các anh phải có trách nhiệm với chúng. Chúng tôi không rũ bỏ trách nhiệm. Nếu thằng bé đồng ý, chúng tôi sẽ đón nó về nhà con nuôi của đồn biên phòng. Còn việc ông Hề ủy quyền cho Đoàn xiết nợ căn nhà, việc đó đã có chính quyền giải quyết. Nếu Đoàn sai, cậu ta sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những gì anh vừa nói chính là sự vô trách nhiệm đấy. Tôi không cần anh đón Vừ về đây. Tôi sẽ là người nuôi thằng bé. Còn nữa, gói thuốc âm dương của cô ấy xuất hiện đúng thời điểm lắm đấy. Rất may cho cô là thành phần của thuốc không có chất cấm. Các anh rảnh rỗi quá. Kết quả kiểm tra cho thấy thành phần trong thuốc không có tiền chất hoặc chất gây nghiện, giống như thuốc của bố cô, nhưng hiệu quả lại tương tự. Tôi chỉ làm thuốc cứu người thôi, chứ không phải như những gì anh nghĩ về tôi đâu, đồn trưởng ạ. Tôi biết việc cô đang làm là muốn tự lật lại vụ án của bố mình, nhưng đây là hành động liều lĩnh và gây nguy hiểm cho chính cô đấy. Anh đang quan tâm hay anh sợ rằng những gì tôi đang làm sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đánh án của anh? Tôi yêu cầu cô không suy đoán về công việc của chúng tôi. Nếu cô tung tin sai sự thật, cô sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật đấy. Còn việc của bố cô, nếu cô có thông tin gì, tốt nhất hãy chia sẻ với chúng tôi. Việc đó sẽ có lợi và an toàn hơn cho cô.